Xin chào các anh chị. Buổi sáng nay thì Thắng vừa trở lại Sài Gòn. Thì sáng nay thì ta đi review cập nhật cái tình hình dự án. Thì hiện tại thì cái dự án mà trước đây thì Thắng có trao đổi và chia sẻ với các anh chị là cái dự án của C2. Đây, dự án của C2. Thì họ đã bắt đầu là sơn ở phần nóc nhà rồi, sắp xong rồi. Đây, C2. Thì từ cái góc bên này, đây từ bên chỗ cái cột cây đây là dọc ra đây. Thì cái dự án mà cái tháp cao kia là của thằng Vincom. Của Vincom. Đấy, anh chị thấy toàn bộ cái phần này là của C2. Nó xây giống y hệt với Đại Quang Minh thôi. Thì Đại Quang Minh ở bên này. Cái dự án chỗ kia. Đấy, anh chị nhìn thấy tay này là dự án của thằng The Avanus, của thằng Novaland. Còn bên này là Cofico nó đang xây của thằng đây. Khu này là anh chị nhìn thấy đây là Đại Quang Minh. Đại Quang Minh. Thì toàn bộ cái con đường này, các cái con đường dọc dọc này là C2 họ làm. Họ đổi đất lên hạ tầng. Đất ở đây cũng của C2 luôn. Tức là 99.000m2 của C2 là nó nằm ở quanh quanh khu vực này hết. Thì đây là dự án mà họ phát triển giống như Đại Quang Minh luôn. Nên những cái miếng đất này mà gọi là nhìn nó linh linh xình xình như thế này thôi, nhưng mà nó không phải là vàng thì mới là lạ. Nó sẽ biến thành vàng cả cái dọc đây. Và đây là cầu phía trước đây, anh chị đây, phía trước đầu ngón tay đây là cầu Thủ Thiêm 1. Thì cầu Thủ Thiêm 2 thì C2 họ sẽ làm ở đây luôn. Toàn bộ các cái cung đường mà ở cái khu này thì là chủ yếu là do C2 làm để đổi đất lấy hạ tầng. Còn bên này là tòa tháp của bên quận 1. Thì toàn bộ cái khu bên Đại Quang Minh bên phía bên này thì là họ đã bán hết rồi. Bán đây, các dự án đây. Dự án của Đại Quang Minh đây, Sara của Đại Quang Minh là ở đây. Thì nó xây dựng gần giống với lại của dự án của Đại Quang Minh luôn. Nên là thưa với quý anh chị và các bạn là chúng tôi là sẽ đi cập nhật tình hình dự án cho quý anh chị và các bạn. Đây cũng là của Vincom. Vincom này là Vincom Vinhome Central Park. Còn bên kia là Vinhome ngay sát với lại cầu Sài Gòn. Còn đây là dự án của C2 đây. Toàn bộ cái dự án đây này, họ cũng chỉ xây chừng nấy tầng thôi. Ở đây nó xây giống nhau, Đại Quang Minh nó cũng xây như thế và C2 cũng là như vậy. Và chính cái dự án này chính là dự án mà hợp tác với Hồng Kông Land để phát triển cái dự án cao cấp này. Và đây mới chỉ là một phần nhỏ trong số 90.000m2 đất của C2 được đổi, tức là làm hạ tầng đây. Cái phần hạ tầng là C2 làm. Hạ tầng đổi đất lấy hạ tầng, tức là những cái phần cung đất mà đi kèm với cái hạ tầng này là C2 họ sẽ làm cái hạ tầng. Cái cầu Thủ Thiêm 1 đây thì Thủ Thiêm 2 nó sẽ làm ngay góc này để đi qua cái đường gì đấy. Tôi quên cái tên là đi qua chỗ quận 1 đấy mà bây giờ chặt cây ấy. Thì chỗ này. Thì đấy, thì dự án họ đến đây rồi. Thì tôi cập nhật lại chi tiết lại hơn cho anh chị và các bạn nhìn thấy. Đấy. Đó, C2 đấy. Nói chung là cơ bản là 2018 thì sẽ có nhiều cái dự án như thế này của C2 để cho anh chị và các bạn biết là C2 thì nói chung á, là nhìn bẩn xình lầy thế này thôi, nhưng nó là đất vàng đấy. Mai mốt mà nó không phải là đất vàng thì anh chị cứ cắt đầu tôi đi. Thì đây toàn bộ khung này, cái chỗ cái bờ tường ở đây cũng là của C2, nó ghi C2 ngay bờ tường đây rồi. Ok. Đấy. Đây, dọc các cái khung mà anh chị đi ở cái khu vực này này, thấy cái khung mà nó đóng khung mà nó ghi chữ C2 ENC này là của thằng C2 hết. Ok. Xin được cập nhật tình hình của cái dự án của C2 như vậy cho quý anh chị biết được là đứng ngoài chúng ta nhìn thấy thế, vào trong và tôi có từng đã liên hệ với chỗ anh Bình thì toàn bộ cái đất, cái khu vực mà đất của cái quận gọi là quận Thủ Thiêm này này, cái quận mà quận 2 mà đổi đất lên hạ tầng này này, sau này nó sẽ thành quận trung tâm. Và tôi có chia sẻ trao đổi với anh Bình thì mình hôm là đã ký hợp đồng với lại Hồng Kông Land thì vừa rồi vừa ký lại cho cái nhắc lại một lần nữa. Và chắc chắn là toàn bộ dự án này thì nó sẽ làm hết tất cả những phần đất của C2 đây lại đây để cho phối hợp với Hồng Kông Land làm phát triển dự án giống như y chang đây, y chang anh Đại Quang Minh bên này đây, anh Đại Quang Minh đây, đây dự án Đại Quang Minh này anh chị này, đấy, đây Đại Quang Minh này đấy. Ok, cập nhật dự án như vậy chúng tôi sẽ liên tục đi cập nhật các cái dự án cho quý anh chị và các bạn. Thì ngày mai thì tôi sẽ đi cập nhật dự án của Novaland cho quý anh chị và các bạn xem là dự án Luckview như nào và dự án chỗ The Avanus như nào để anh chị và các bạn biết. Mong rằng là video này thì sẽ giúp quý anh chị và các bạn biết chắc chắn được rằng là dự án của họ đang làm như thế nào, chứ không phải là ăn tục nói phét. Mong rằng là sẽ cung cấp một phần cái thông tin nào đó cho quý anh chị và các bạn trong cái việc đầu tư thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.